Rồi, em xin chào mấy anh em ha. Em chúc mấy anh em ngày mới thật nhiều sức khỏe nha nè. Thì bữa nay em giới thiệu cho anh em một cái mẫu lồng đẹp cực kỳ nha nè. Thì mẫu lồng này với một số phụ kiện nha. Thì đầu tiên là em giới thiệu cho anh em là cái cặp cống tre nha nè. Thì cống tre này thì đang bằng tre nha nè, đang bằng tre nha. Cái này đang bằng tre già nó cứng lắm, cứng lắm nha nè. Thì cống tre này á thì xài bền lắm nha nè. Anh em xài 2-3 năm là bình thường nha anh em, 2-3 năm là bình thường nha. Nó không có mục đích đâu nha anh em, mấy cống tre này anh em xài bền lắm. Thì hiện tại thì một cặp như vậy đây là em đang bán giá là 20.000 nha anh em, 20.000 ha. Thì mấy mẫu này thì bán cho anh em đầy đủ phụ kiện xài chứ nó cũng không có lợi nhuận gì đâu nha anh em. Thì một cặp gì đây là 20.000 nha anh em, mấy này xài bền lắm. Rồi, tiếp tục giới thiệu cho anh em là cái cống nhựa nha. Thì cái cống nhựa này là nó có hai màu anh em, màu xanh và màu trắng. Thì năng này nhựa này là nhựa cứng mà đang lại nhau anh em, nhựa cứng đang lại nhau ha, cứ ngắt luôn, bớt cái cống xanh này cứng giá mang luôn. Thì cái hai màu này, cái màu xanh này, màu xanh nhà bên nè, mình có thể mình để vô trong cái lục mình đi bẫy nha nè. Còn cái màu trắng này thì mình nhìn dễ quan sát ở trong mình chăm thức ăn hoặc trong nem chăm khoáng rồi cho nó ha. Thì cái này thì một cặp gì đây là 30.000 nha em, 30.000 nha. Mấy này xài bền lắm nha, cái này xài không hư hao nữa đâu, em xài lâu lắm. Rồi tiếp tục giới thiệu cho anh em là cái khoáng nha. Cái này là cái khoáng này, khoáng nhập nha nè. Bịch gì đây là bịch 1 ký, nặng lắm nha nè, khoáng nhập ha, 1 ký. Thì cái này dành cho cô gái nha nè, cô gái nè, cô gái nè. Thì cũng có một số anh em á kêu em chiết ra cống nhỏ nhỏ bán, nhưng mà em không có, em chiết thì được đó, nhưng mà sợ chiết ra thì còn ấy, anh em nói em bán trong này trong nọ nữa, em cũng không dám chiết ra. Em để nguyên bịch ký gì em bán luôn, mấy này xài hoài nấu hư hao rồi đâu nè, này xài nấu hư hao rồi đâu. Thì một bịch gì đây là em đang bán giá là 150 nha nè, 150 nha. Sao vậy em bán gì luôn nha nè, 150 nha, này chú gái ăn nha nè, này cực kỳ tốt, anh em mua ủng hộ nhiều lắm. Mẫu này nghe nè, thì mẫu này là cái lá dư sỉ nè, sỉ đây là nguyên trang vô mấy cái lục nè. Này bó gì đây là 10 nhánh, hiện tại hiện đang bán giá là 30.000 nha nè. Còn này mất châu lục, mất châu lục này thì cái chân của nó làm dưới là một đường thao, còn cái mất trên này bằng nghị thấp, nó có rãnh nè nè, rãnh nó khi mà máng cái lục trên gai gió thổi nó không gớt nha nè. Cái hàng này xài siêu bền luôn, hiện tại hiện đang bán giá là 140 kia nè, 140 ha. Rồi tiếp tục cái tới cái quan trọng nhất nha, thì cái này là cái lồng nuôi mà để nuôi kiển giữ lông nha nè, giữ lông ha, thì giữ lông giữ đuôi. Thì cái lồng này thì bề rộng của nó là 40 nha nè, bề rộng 40 thì đầy đủ phụ kiện luôn, cống cho anh em ha, 4 cống nha nè, 4 cống ha, 4 cống mà em nãy bỏ vô 2 cống à, khi giao về anh em là đầy đủ nha, 4 cống. Một cái đế cho cô đứng luôn nha nè, cái đế đứng áo lồng thì nó có sẵn này, thì 4 đế một con. Thì tóm lại là đầy đủ phụ kiện cho anh em hết trơn luôn, đầy đủ phụ kiện luôn nha anh em. Thì khi giao về anh em là đầy đủ hết, bao phí cho anh em luôn là 400 đấy nha anh em, đầy đủ phụ kiện bao phí là 400 ha. Thì cái lồng này á là bên em là làm nhà, làm mà bẻ nhà nha anh em. Thì đang làm nhà thì nên mỗi cái mối đều có nền dây làm chắc chắn, cửa thì lồng rộng rãi lắm, cái này thì nhôm 3 ly dày nha anh em, cứng cực kỳ luôn, bóp con chi nhè nhúc nhích nó chân nha nè. Thì mấy mẫu này xài bền cực kỳ luôn nha anh em, anh em xài 5 năm 10 năm 10 năm là bình thường, không hư hao. Khi mình để ngoài nắng ngoài mưa thì cái nhôm này thì nó bị xuống màu thôi, chứ ngoài ra thì nó không hư hao gì đâu nha anh em, bền nó cực kỳ luôn. Thì anh em cần mấy cái mẫu này thì cái mẫu này thì mẫu là quả đào nha nè, mẫu quả đào. Thì anh em alo em nghe anh em, số điện thoại em để trên tiêu đề, anh em điện số đó hoặc nhắn tin Zalo. Thì một cái mấy cái lỗ này lồng cô gái anh em thì xài đâu có ít hư nó lắm, thì mình xài mình để lâu quá ngày mình nhìn tới mình luôn chán, mình đổi qua mẫu này mẫu nọ thôi, chứ thực sự ra mấy này xài bền lắm nha, cũng hư hao. Thì mẫu này là mẫu quá đào nha nè, quá đào ha. Anh em cần mẫu này alo em nha nè, giao hàng toàn quốc, số điện thoại để trên tiêu đề, anh em điện số đó hằng này nhắn tin Zalo nha nè. Rồi một lần nữa em cũng cảm ơn mấy anh em ủng hộ em lâu nay ha.
Hiện tại bên lòng em thì cũng còn nhiều mẫu lắm nha anh em. Thì em giới thiệu cho anh em bữa nay cái mẫu này đi. Anh em cần mẫu nào thì alo em nghe nè, em sẽ gửi mẫu bên Zalo cho anh em coi. Đúng mẫu anh em muốn đặt thì em gửi về nha. Thì một lần nữa em cảm ơn mấy anh em lâu nay ủng hộ em ha. Chúc mấy anh em ngày mới thật nhiều sức khỏe nha anh em, gặp nhiều may mắn ha. Anh em đặt hàng số điện thoại em để trên tiêu đề nha anh em. Em giao hàng toàn quốc. Anh em có thương ủng hộ kênh nha anh em. Nhớ bấm vào cái chuông khi mà đăng ký kênh, bấm vào chuông khi mà em đăng lên những cái mẫu video mới á, thì anh em mình nhau chia sẻ ha. Một lần nữa cảm ơn mấy anh em. Bye bye, hẹn gặp lại anh em sau nha.